before the heaven and the earth came to existence, what was right before the heaven and the earth came to existence, what was I before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dhamma friends and practitioners, practice meditation emphasize practicing. Ask the question, maintain down, maintain it down. Down will sweep out all the sep attachment. That's automatically sweep out sep attachment. We don't say raising top to sweep out, you know, raise top to seek or to fear or to gain thing, frame the name or all the thing. Just maintain down. Maintain down the way we go back to the same nature, Buddha nature. If we have the objective, the subjective, mean we still in the dualism, still in the self-attachment. The Buddha teaching, Patriarch teaching. This is your explanation, your world, to sweep out the other world. Like we attach the frame and the name, the Buddha, the Patriarch, just the void. The void, like, just sweep out the frame and the name. And we reach up the, we attach the void where Buddha use the frame, the word explanation to sweep out the void. The skillful meaning of the Buddha, the Patriarch, just have the practice to recognize that no attachment anymore. No attachment anymore. We stay in the no attack. I mean, we still stay, we still gain the non-attached. So a little practice, like the doubt, maintain doubt. You don't have the emotion in attachment. No emotion of the ignore. So that the real practice. Now we strong explain on the doubt, maintaining doubt. That's just an explanation. Now we know we are maintaining doubt. We know that we are asking the question, but to ask the question mean relieve the gained thing, relieve seeking thing and fearing thing. If we have no kind like that, mean still stuck in the attachment. Then the attachment, we still cannot recognize our original face. So at the question, raising doubt. Raising doubt, the doubt lead the practitioner to the before thought. The doubt will lead the practitioner to the fundamental of ignorance. And from doubt, we destroy its norm. We find out our original faith. The find out original faith, or see the same nature. That's the explanation. The original faith, or the same nature, the objective of the viewing, the objective of the seeking. The same nature, Buddha nature. That non-dualism, no subjective, no objective. Just practice, we will get that started. Without the practice, we never got to start to the lowest target.
So the practice, just add question, maintain doubt. When awakening, when attained enlightenment, like people who drinking water, hot or cold, they clearly know that. Just practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2024, chúng ta tiếp tục cái đề tài ngày hôm qua, đó là hoài niệm ân sư năm thứ 24 ngày viên tịch. Thì cái hoài niệm không phải là chỉ một ngày một lần mà chúng ta trong từng sát na tri ân và báo ơn, cũng trong từng sát na, tức là chúng ta quý cái giống như quý trọng tam bảo, quý trọng cái chánh pháp, biết ơn chánh pháp thì biết ơn tam bảo, biết ơn tổ, biết ơn Phật, ơn tổ, ơn những người đã thiện tri thức giúp cho mình vun trồng, giúp cho mình tưới tẩm, giúp cho mình nuôi lớn được cái chánh nhân bát nhã và đến đơm hoa kết quả là tự tánh bát nhã. Đó là giải thoát, đó là phá sạch vô minh ngã chấp, làm chủ được chính mình, làm chủ được cái sinh tử. Rất là nhiều cái danh từ để mà nói đó, thì đó là cái tri ân lớn nhất. Nên nếu mà ta có niềm thống thiết sinh tử, niềm thống thiết sinh tử chân thật thì mình phải đánh đổi hết tất cả. Mình có cái niệm thống thiết sinh tử chân thật ấy, thì cái niềm tin tự tâm mình tự nhiên nó cũng củng cố. Mình có cái niệm thống thiết sinh tử thì cũng đã nói dám đánh đổi, cho nên nó không có cầu, không có sợ đắc, cũng không có một cái gì gọi là sợ sợ cả. Đó là cái niệm thống thiết sinh tử. Đã đến sinh tử của mình cũng không có màng. Chết cũng có sợ, sinh tử không màng, chết không sợ thì còn có gì mà sợ nữa. Tại vì tất cả những cái ngã chấp, sợ đắc, sợ cầu, sợ sợ đều từ cái sinh tử mà thành, từ cái chim bao mà có. Thì thức tỉnh, cái niệm muốn thức tỉnh, thức tỉnh ra có chim bao, tất cả việc chim bao, ràng buộc chim bao, nó đều tan rã. Thì đó cũng là trên cái thuyết, trên cái ví dụ, trên cái phương tiện Phật Tổ luôn giải thích, chứng minh. Thích chứng minh chỉ là cái trợ duyên bên ngoài, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Cái quan trọng là mỗi hành giả chúng ta phải có cái niềm tin chân thật đối với tự tâm mình. Phải có cái niềm thống thiết sanh thử thân chân thiết đối với lại chính mình. Chứ không phải tu cho ai hay là làm cái gì cho người nào được cả. Phật không thể làm cho mình được. Cái lòng từ bi của Ngài bao la vô lượng mà chỉ là giải thích, chỉ là chứng minh, chỉ là phơi bày tỏ rõ con đường đến sự giác ngộ giải thoát. Còn muốn giải thoát giác ngộ chúng ta phải tự đi, không ai đi giùm chúng ta được cả. Con đường vô minh phiền não đầy dẫy cái chông gai hiểm hóc khổ đau, đó là do mình tự tạo, do mình tự chuốc lấy. Thì Đức Phật cũng nói tánh của chúng sanh rất là gian cường, cứng đầu cứng cổ, khó dạy khó sửa. Cái chất tâm của chúng sanh, cái vô minh á, rất là dày, nó cứ bị chi phối, bị lôi kéo, bị che chắn bởi cái mây mù của ngã chấp, của vô minh mà không nhận ra được chính mình.
mới vừa đi được một chút đỉnh ấy, thì lại thôi lui chút lui, và có khi không tin, không tin chánh pháp nữa, nhưng không tin tự tâm của mình. Chánh pháp đó là tự tâm, nên không tin là đi tin cái tâm của vọng tưởng, cái tâm của điên đảo, cái vô minh. Chưa tin trên đó rồi phải khổ đau, phải tạo biết bao nhiêu là tội, nên mình cũng không hay, không biết tạo tội mình không có biết, nên đó là cái trăn trở của mình. Mà cái phương tiện của Phật cũng đã tận sức, tận hết sức mà là để phá chấp, thì phương tiện mượn để phá. Nếu mà chúng sanh chấp có là thật có thì Đức Phật nói không, chứ không mục đích để phá có, để đạt cho vô trụ bất nhị. Phá cái ý ở chỗ đừng có chấp vào có, chứ không phải đi chấp không. Phật nói không là chấp ngay không, chấp không thì lại đi nghịch ý của Phật. Nên khi mà chúng sanh nghe Phật nói không, chấp nơi không á, thì Đức Phật lại nói có. Khi Đức Phật nói có thì ý không Phật ở chỗ là có, mà muốn phá cái chấp không cho chúng ta, cho chúng sanh. Mà cứ phá không có chịu công phu, không chịu tu tập á, để hội được cái ý của Phật, không nhận ra cái bản tâm, không nhận ra cái bát nhã trí, cái vô phân biệt trí, mà vẫn cứ đi phân biệt trên lời nói, trên văn tự, trên cảnh, trên duyên, thì cuối cùng đi nghịch lại cái ý của Phật. Nếu mà người có trí tuệ ngay đó quay về tự tánh, không chạy trên cái sự phân biệt tương đối nữa, chứ không có chạy trên cái vô minh, trên ngã chấp nữa, thì tức là ngay đó có thể khai ngộ, ngay đó có thể chúng ta. Hiện tại chúng ta bây giờ do á, vẫn còn đang tập sự tu tập, đó là niềm tin tự tâm mình chưa đủ. Mình nói mình không chấp nhưng thật sự ra mình vẫn đang chấp, cho nên mình không có hội được. Mình chỉ hội được trên một câu, trên một chữ, nhưng mà qua cái khác mình lại không hội được, qua vấn đề khác, qua hoàn cảnh khác, nhân duyên khác, mình lại đuổi theo cái vô minh vọng tưởng chấp ngã, chứ không có một hội tất cả đều hội, giống như một ngộ tất cả đều ngộ, một thông tất cả đều thông. Cho nên mình á chỉ ở trên cái phân biệt, mình chỉ ở trên cái ngã chấp và vô minh, nó là biết một mà không biết mười, biết một mà không biết mười cũng chẳng qua giống như là chẳng biết gì cả, tại vẫn nằm trong tương đối, vẫn nằm trong năng sở, kẹt ở vô minh. Thì tất cả là nhân duyên, tất cả đều là do chính mình tạo, mọi chúng sanh, mọi chúng ta tự tạo, tạo ra hoàn cảnh, tạo ra cảnh giới, tạo ra nghiệp, tạo ra nhân, tạo ra quả. Thì mình tạo gì mình phải chịu, chịu cái nấy thôi. Mình thích vô minh thì để cho vô minh nó quấn quýt. Còn mình á biết đó là sai lầm, biết đó là phiền não khổ đau, nó đã dẫn mình trôi lăn từ vô lượng kiếp á, thì phải mau mau mà quý trọng tam bảo, phải mau mau mà trân trọng cái nhân của bát nhã, đó là người trí. Nếu không khéo á thì chỉ là người mê muội trong sinh tử, kéo dài thêm cái kiếp dài sinh tử, nó cũng không có, nhưng cũng không khác gì nữa, giống như hồi trước, trước như thế nào thì bây giờ như thế đấy, và sau này như vậy cũng là khổ hoàn khổ. Rồi sinh tử lại thêm một kiếp sinh tử, thì đó là những cái nhắc nhở thêm cho tất cả chúng ta. Chúng ta giống như chư tổ cũng biết ấy, cái tâm của chúng sanh là nó cứ thay đổi luôn luôn thường xuyên, cho nên cứ nhắc nhở thường xuyên. Và chư tổ cũng biết là nó phải sống đời để mà nhắc đệ tử, sống đời để mà nhắc tất cả chúng sanh, đưa ra những cái quy củ, đưa ra những cái thời khóa để nhắc. Nếu chúng ta ứng dụng, chúng ta thấu được cái ý Phật, ý tổ, nếu như con mà hiểu ý cha mẹ,
luôn luôn làm cho cha mẹ được vui lòng, được hài lòng. Đó là người con có hiếu, có người có trí. Giống như con ngựa mà nó thấy bóng roi của chủ, nó không đợi phải chủ phải nhọc tâm nhọc sức để đó con người giỏi, con người hay, không có cần phải đánh mạnh, không có cần phải trầy da tróc thịt ấy, mới chịu nghe. Mình đợi cái khổ đến với mình á, thật là nặng nề, lúc đó mình mới kêu trời kêu Phật, mới mau mau đi tìm cái pháp để mà tu, để mà giải thoát. Ở trong địa ngục dầu sôi lửa bỏng nó mới hoảng hốt, thì phải nói nó đã muộn màng quá rồi, thời giờ đâu nữa mà tu. Cái tri thức hiểu biết, cái trí tuệ, cái tri kiến Phật, tri kiến giải thoát ở đâu nữa mà ai mà nói, ai mà giải bày. Nên cái đó chúng ta phải ý thức cái vô thường và luôn mở cái tâm, phát triển cái trí tuệ bằng cách thường xuyên công phu, thường xuyên thỉnh pháp, và phải tập làm sao tất cả những cái chướng ngại, những cái vướng mắc, những cái không giải bày phải đả thông, không giải bày phải giải bày, chướng ngại phải phá đi chướng ngại, cái vướng mắc phải tháo gỡ liền cái vướng mắc, không để nó thấm lâu thành độc. Cái Đức Phật cũng ví dụ, một khi mà bị mũi tên độc bắn vào thân thể thì không cái gì phải mau mau nhổ ngay cái tên độc đó ra. Một cái niệm tham sân si, cái niệm sợ cầu, sợ đắc, sợ sợ thì mình phải rút ra liền, để không nó thấm vào tim á, thấm vào trong huyết quản thì vô phương cứu chữa, nó sẽ hại đến thân mạng mình thôi. Nếu với cái việc tu nó hại đến cái thân pháp thân của mình, cái bát nhã của mình, thì đó là những lời chúng tôi muốn chia sẻ. Thì bây giờ vị nào có những gì thắc mắc trên công phu, một muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, xin cứ đề ra. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái miếng Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Thực sự thì khi con nghe cái bài pháp của thầy khai thị hồi nãy thì thầy chia sẻ với chúng con, thì thực sự là trong cái bước đường công phu của mình, chúng con luôn bị những cái vô minh và ngã chấp nó len lỏi trong từng cái suy nghĩ, trong từng sát na, mà đôi lúc đó cái công phu của mình, cái niềm tin tự tâm tự tu chúng con không có đủ để vượt qua. Đây cũng là một trong những cái mà cái sự trăn trở của mỗi hành giả chúng con. Thì những lời chia sẻ của thầy tụi con cũng thấy rõ rằng là cái sự trăn trở của một người thầy, của một người hoằng pháp, nó rất là cực và lo lắng cho mỗi người hành giả, cũng giống như là những cái sự công phu nhìn nhận của mỗi hành giả chúng con. Thưa thầy, làm cái chín chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, thì thực ra là đây cũng là cái tông chỉ, cũng giống như là cái cốt cán trong cái đường lối thực hành tam tổ sư thiền. Mà dạ thưa thầy, cái sở sợ nó thực sự là nó cũng cái chín chữ này á, nó luôn chi phối chúng con rất là nhiều, mà ứng dụng trong cái công phu cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày á, thực sự tụi con chưa đủ cái mạnh mẽ để vượt qua. Con cũng mong thầy sắp đón thêm cho chúng con, để chúng con có một cái một cái niềm tin tự tâm, một
cái nỗ lực mạnh mẽ hơn để chúng con vượt qua. Thì con xin thầy dạy thêm cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Thực sự ra Đức Phật cũng biết rõ, cũng vì lòng từ bi của Phật nên cũng đã nói 49 năm bày ra đủ thứ phương tiện. Chư Tổ, Đức Phật cũng khuyên Chư Tổ, dạy Chư Tổ phải duy trì pháp này, chỉ có pháp này nó mới phá cái vô minh triệt để và duy trì á. Cho nên khi mà cái pháp mà giống như là bắt đầu như chỉ mình treo chuông á, thì Chư Tổ cũng phải rơi lệ, Thiện Tri Thức mình cũng phải than thở. Nhưng mà cái đó là buồn và thương cho chúng sanh thôi, thương cho những người không có duyên, không có duyên đối với lại cái chánh pháp, chứ cũng không phải là mình gọi là có thiệt thòi không có thiệt thòi. Tội cho chúng sanh phải trầm luân, tội cho chúng sanh không có cái pháp để mà tự cứu mình sẽ mất đi cái pháp, tại không có người thực hành thì cái pháp sẽ không còn. Nói đó là cái tự nhiên thôi. Thì đó là tiếp, giống như khi mà Đức Phật đó cảm thấy chúng sanh thật là gan cường, cứng đầu cứng cổ, khó ai có sửa, và cái sở cầu sở đắc, cái sở sợ nó quá mãnh liệt đi. Nói chung nói là cái ngã chấp, là cái sở cầu sở đắc sở sợ, vô minh và ngã chấp, chỉ thích bên ngoài, chỉ thích thêm thích cho ta và cái sở hữu của ta, cho được đầy, cho được nhiều và cho được hơn tất cả thôi, trên sự phân biệt mà không biết, không tin cái tự tánh, tự tin cái giác tánh trong sạch thanh tịnh thường hằng, không tin, cho nên phải chịu, cam chịu luân hồi, phải chịu khổ đau, chịu đầy ải. Cái pháp của Phật, cái thời Phật vừa chứng đắc được mà muốn nói ra trực tiếp thẳng mà thấy chúng ta không tin. Ngay đó không phải là Phật. Cho nên đó, tại sao mà Ngài La Quả nói cái đã thất đó, là ba đời chư Phật, Long Thiên Hộ Pháp, trời người đều bận rộn vì việc tu tập của chúng ta, bận rộn vì việc duy trì được cái mạng mạch của Phật Pháp, có cái pháp chánh pháp giải thoát còn lưu truyền tại thế gian, làm cho chúng sanh có thể được ảnh hưởng tu tập để giải thoát. Nhưng mà đâu có dễ, đâu có đơn giản đâu, rất là bận rộn, rất là lo. Cho dù một người á, tất cả cũng đều lo, đừng nói là nhiều người. Tại lo là để bảo vệ cái chánh pháp, Lâm Thiên Hộ Pháp, trời người tất bật. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy cái đó, bậc tổ sư thấy cái đó, chư Phật thấy được chỗ đó, chư Thiện Tri Thức có cái trí huệ lớn thấy được cái chỗ đó. Còn chúng ta thì vẫn trên cái sở cầu, trên cái sở đắc, trên cái sở sợ, và cứ lấy đó mà duy trì, cái đó mà cứ ôm ấp, bị nó chi phối hoàn toàn. Cho nên Chư Tổ cũng nói là nhận giặc làm con, không chữ nhận giặc làm con, Đức Phật nói trong kinh đó, nhận giặc làm con, lấy đá bỏ ngọc, tức là không hiểu được cái chánh pháp, không hội được cái chánh pháp, không giống như con Nga Vương Trịch Nhũ, con Thiên Nga Chúa đó. Nó uống nửa nước với sữa, nhưng mà nó tiêu hóa sữa trong bao tử, cái nước nó ói ra ngoài. Chúng ta thì toàn là giữ lại những tham sân si, loại một cái chánh pháp ra ngoài, tại chạy theo cái sở cầu, sở đắc, sở sợ, những chướng ngại lớn từ vô minh và ngã chấp. Nó biến thay hình đổi dạng, biến hóa khôn lường. Mình né tránh được chỗ này thì nó bị đánh đập về chỗ khác, mà nó kinh khủng. Nên tại sao mà Đức Phật nói thắng ở ngoài chiến trường hàng ngàn quân địch không bằng tự chiến thắng chính mình, là chỗ đó. Thắng chính mình là chiến thắng cái vô minh, chiến thắng chính mình, chiến thắng cái ngã chấp. Thì cái đó cũng là
cái trăn trở của chư thiện tri thức, chư Phật, chư Tổ thôi. Nhưng bây giờ giống như là cơm đưa cho đến miệng mà không chịu ăn nữa thì ai mà ăn dùng để no được đây? Phật cũng không có làm được. Chư Tổ nhiều khi đến cái mức độ đó cũng phải tùy duyên. Có thể có khi phải hy sinh mình á, để mà làm một cái mô phạm cho thức tỉnh cái người học. Cái lòng từ bi vô lượng đó mình cũng không có cảm, không có thấy được. Thì giống như là Đức Phật cũng đã cạn lời, chư Tổ cũng đã là hết cách. Thiện tri thức mình có những vị cũng vậy, nói ra máu, nói cho hết. Thì mỗi chúng ta phải tự ý thức. Mình mà quý quý Tam Bảo, quý Phật Tổ thì mình sẽ có thể mạnh mẽ mà duy trì cái nhân bát nhã của mình, để nói dám đánh đổi hết tất cả mà. Thì cái phương tiện của Phật, lời của Tổ, những cái cơ sở cũng đã là những cái cách thức á, đã phơi bày hết ngọn ngành. Chỉ còn á, chúng ta có chịu, giống như Đức Phật luôn luôn từ bi, luôn luôn đưa tay đi dìu dắt. Nhưng mà mình á, có chịu hướng về Phật không? Hướng về cái chánh pháp hay không? Nên mình vẫn mê muội, vẫn quay lưng. Đó là tại do mình, chứ không phải là do Pháp, không phải là Phật hay Tổ. Tại mình vẫn cứ đam mê, vẫn đắm nhiễm trong cái sở cầu, sở đắc, sở sợ. Thì mấy cái đó giống như bây giờ đã hết cách rồi, Tổ giống như bị đắp đường lộ, nói mà họ nghe, nói mà họ không tin, mà nói khi họ phỉ báng ngược lại, họ tạo cái tội địa ngục còn còn hại họ thêm. Cho nên thôi chỉ biết đắp đường lộ để kết cái duyên với lại những người đi qua đó, là có cái duyên. Có duyên đó thì trăm ngàn kiếp sau á, chúng nhân cái duyên đó mà có thể họ nhiếp họ vào cái bát nhã, vào cái chánh pháp giải thoát. Chỉ còn cái cách đó thôi, giống như là khuyên để mà ý thức làm ăn tự nuôi mình á, không được thì thôi chịu khó chia sẻ bố thí thôi, để cho họ 3 ngày. Khi đó ý thức được á, mình phải nên làm ăn chứ cũng có thể sống như vậy được á, thì lúc đó họ sẽ ý thức là trên cái sự làm ăn bằng đôi tay, bằng khối óc, đứng lên bằng đôi chân của mình, chứ không có dựa dẫm, không có tùy theo cái ngã chấp mình. Thì đó mình phải tự mỗi người cái chánh pháp, và cái phải cái tự lực là chánh, phải luôn luôn tự lực. Cái tha lực không thể giúp mình giải thoát được, không thể đưa mình đến giải thoát được, giúp mình một cái phạm trù, một cái giai đoạn hay một cái phạm vi nào đó thôi, không thể đem mình đến giải thoát được. Muốn giải thoát phải tự lực, tự lực đó là chấm, mình không thể dựa đến cái tha lực hoàn toàn được, mà phải nương tha lực. Cái nào cũng phải tự lực và tha lực, và mình phải lợi dụng cái tha lực để mình phát triển cái tự lực cho đến triệt để. Đó là người khéo, khéo dụng công, khéo điều trị, trị bệnh mình. Mình dựa theo cái tha lực của bác sĩ, của thuốc, cái hướng dẫn, cái cách thức, mình biết cái phương pháp điều trị đó, rồi phải uống thuốc cho đều đặn thường xuyên. Uống thuốc đó là cái tự mình đó. Thì
Cho đó là chúng ta phải tự tự biết ha, tự quý trọng. Đức Phật cũng đã nói là cái thế gian thường trụ tam bảo, phải nương tam bảo thì mới được thế gian thường trụ tạo giáo hóa mình trở về từ trong tam bảo. Nếu mình cứ nương theo vật chất, danh lợi, tình cảm, cảm tình, nương theo cái sở cầu, cái sở đắc, cái sở sợ, tức là nương trên cái ngã chấp không á, thì mình chỉ đi trong vô minh đen tối mà không thể thức tỉnh nổi. Để nói vậy nghe hiểu không? Giờ con xin cảm ơn những lời khai thị của thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy. Mời nghe Jenny. Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và thiền đường thầy Dũng. Dạ, thưa thầy, trong cái quá trình công phu á, thì không ít nhiều chúng con cũng lọt vào cái ngũ ấm và ảnh hưởng đến cái công phu của mình á. Qua đây xin thầy khai thị lại cái chỗ này á. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Nếu mà mình ý thức được cái vô minh ngã chấp, nó luôn chi phối, nó luôn dẫn dắt mình biết, giống như mình biết mình đang bệnh, giống như người làm lỗi biết lỗi, mình biết bệnh thì mình sẽ trị bệnh, mình biết lỗi mình sẽ sửa lỗi, sợ là mình làm lỗi không biết lỗi, mang bệnh mà nói tôi không có bệnh, đó mới là cái khó điều trị, cái mà khó sửa đổi. Chúng sanh thì do vô minh, vậy nó là không thấy đó, nghĩa chữ vô minh là không có sáng, tức là không biết, không thấy. Không biết không thấy cho nên đụng đâu là bị sai đó, bị hư đó, bị phạm đó. Cũng là do vô minh, do không có sáng suốt. Thì mình biết mình đang bệnh mà, ai cũng vậy, ai biết bệnh thì mình sẽ đi đi gặp bác sĩ để điều trị bệnh. Mình biết mình vô minh, biết mình ngã chấp thì mình phải nương nơi cái tam bảo, nương nơi Phật pháp tăng, cái nghĩa quy là nương tựa, quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa tăng, mà quay về nương tựa tam bảo tức là mình á đi ngược lại cái vô minh, đi ngược lại cái ngã chấp, mình bỏ tam bảo tức là mình sống trong vô minh và ngã chấp. Ra cái tam bảo thế gian, cho nên tại sao mà nói là quy tam bảo, mà quy tam bảo được cái sự dìu dắt dạy dỗ của tam bảo, bảo bọc của tam bảo. Người mà quy tam bảo thọ trì ngũ giới thôi á thì là khỏi sợ đọa vào tam đồ ác đạo. Cái phải nói công đức quy y tu tập đó đó chân thật á, chứ không phải là nói chỉ làm lấy cái mảnh giấy thôi hay là chỉ làm một cái lễ thôi rồi nói là quy y tam bảo mà cứ chạy thứ ngã chấp và vô minh thì tức là không có quy y, gọi là cái nguyện giả, cái hành giả, cái quy y giả, giả không có chân thật á. Thì cái biết mình bệnh mình phải gặp bác sĩ để uống thuốc trị bệnh á, giống mình quy tam bảo để đi ngược lại cái vô minh ngã chấp thì phải nương tam bảo, luôn luôn dựa, tức là luôn luôn tu, luôn luôn học, dựa đây quay về nương tựa, quay về tu học á, tức là được sự giáo hóa chỉ bày đó, mình có tam bảo giống như cha mẹ mình á, sanh ra cái pháp thân huệ mạng mà thầy tổ, cho nên á mình nương cha mẹ cái gì cũng được sự bảo bọc của cha mẹ mình cả, luôn luôn bảo vệ, tại mình xa cha mẹ mình bỏ cha mẹ chứ không có cha mẹ nào bỏ con cả. Nếu mình hướng về tam bảo thực hành đúng cái quy y á, của mình á thì sẽ luôn được cái sự trong sạch thanh tịnh, sẽ luôn được cái sự giải thoát. Tu tập á một phần giải thoát, một phần nếu như ở nhân thừa thiên thừa giữ ngũ giới thì không có bị đọa vào
tam ác đạo, tức là được yên thân cái chỗ không lọc vào đường dữ rồi. Mà nếu mà cao hơn nữa ở tinh văn thừa, duyên giác thừa thì có thể liễu cái sanh tử ở thân, tức là phá được phần đoạn sanh tử. Nếu quy được cái trên đại thừa hay là tối thượng thừa, Phật thừa thì có thể liễu cái sanh tử ở tâm luôn nữa, tức là ở trong cái phát thì trở lại cái bản tâm bất sanh bất diệt. Em biết có bệnh thì phải nương thầy thuốc, biết mình còn vô minh thì phải mượn nhờ nương nhờ tam bảo để nhờ soi sáng, nhờ chánh pháp để mà dẫn dắt. Đem cái đuốc đi trong đêm trường, đi trong hang sâu của vô minh, phải nhờ đuốc để nó sáng cái trí tuệ. Mấy chỗ này Đức Phật ví dụ rất là nhiều. Nếu đi hướng về cái đa bảo tháp vậy đó, phải có cái trí tuệ ở trong tay mới quét sạch những cái chướng ngại, những vô minh, ngã chấp, cuối cùng mới trở về được cái đa bảo tháp và tự tánh của mình. Thì đó chỉ là cái bắt đầu của một người tu tập, như là bắt đầu của người mà nhận thức biết mình là bệnh thì phải trị liệu. Thì nó chỉ là cái sự tinh cần của tu tập của mình. Thì phải tin nơi tam bảo, thứ nhất là phải tin nơi tam bảo thì mới nương tựa hướng về. Mà tin tam bảo là chính là tin tự tâm. Tin tam bảo là tin tự tâm, chứ không phải ở ngoài tự tâm. Thế gian thường trụ tam bảo trở giúp chúng ta trở về tự tâm tam bảo. Thì cái danh từ này, danh từ khác, phương tiện này, phương tiện khác, Đức Phật cũng không ngoài cái nói mình phải tin tự tâm, chứ không có gì khác. Do mình thiếu niềm tin tin tự tâm cho nên mình hiểu tam bảo một cách lệch lạc, mình hiểu chánh pháp một cách sai lầm. Rồi mình vẫn chạy trên cái sở cầu, sở đắc, sở sợ, vẫn bị cái vô minh nó chi phối, ngã chấp nó dẫn dắt. Phải nhờ pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo, tức là phải nhờ tam bảo luôn luôn á, nhiều nhất luôn luôn á, dạy dỗ. Nếu chúng ta học Phật đây nè, mỗi ngày nếu chúng ta bỏ qua một cái thời nào, một cái khắc nào thì lập tức cái vô thường nó không có chờ đợi đâu, nó nhanh lắm. Cái vô minh, cái ngã chấp của mình nó xen vào liền, nó xen vào, nó dẫn mình đi thiệt là xa luôn á. Nên đối với lại cái người trí đó, người ta không có lơ là, không có giải đãi trong một sát na nữa. Nên Đức Phật cũng là thường hành tinh tấn, thường hành tinh tấn để phá phiền não ác. Cái phiền não ác nó luôn luôn nó lấn lướt, còn cái sự tinh tấn tự nó sẽ phá cái phiền não ác. Phiền não ác cũng như là vô minh, sự tinh tấn giống như là cái ánh sáng trí tuệ, giống như ánh đuốc. Đuốc đi đến đâu vô minh tan đó, nếu mình tắt đi ngọn đuốc thì vô minh tràn ngập liền tại chỗ. Thì mình phải giữ cái ánh sáng trí tuệ đó, nó như là giữ lửa nghi tình, như lửa đi trong rừng lạnh đêm đông vậy đó, có lửa mới sưởi ấm, mới không có chết được. Thì chúng ta bằng cái thực tế thế này, cùng tham học chánh pháp để mà soi sáng mình, thường tu tập với tất cả, phải tập làm sao cho quen mạnh dạn, chứ không có để nó quá trễ. Giống như là tên đập đã bắn, phải nhổ ra liền, phải trị liệu liền, gặp thầy thuốc giỏi để mà khử độc liền. Đừng cái để độc nó thấm vào trong thịt, trong xương, nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm đến cái pháp thân. Mình phải tập, học và trao đổi, chia sẻ thỉnh pháp luôn luôn và luôn luôn.
Trên cái sự tập hợp, trao đổi, chia sẻ, phải lấy công phu làm chánh. Tại vì tất cả đó để bổ túc cho công phu. Nếu không có công phu, chúng ta sẽ không biết chia sẻ cái gì, không biết trao đổi, hỏi han cái gì. Và nó sẽ sinh ra nhàm chán trên cái đó, hay là chỉ nói suông, hay là chỉ bỡn cợt đùa giỡn, nó quan uổng cho pháp mà uổng thời gian tu tập của mình, nó phí phạm đi. Thì đó là những cái mà thầy chia sẻ, nghe hiểu không? Dạ, yeah, con hiểu thầy, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy bây giờ hết giờ, chào hết quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.